Cuộc sống của tài tử TVB Tạ Thiên Hoa ở tuổi 54 Tạ Thiên Hoa có cuộc sống hạnh phúc, ở tuổi 54, tài tử vẫn được khán giả đón nhận và yêu mến. Mới đây, Tạ Thiên Hoa đã đăng bức ảnh cả gia đình lên trang cá nhân cùng dòng trạng thái, bình an, ngày lễ, vui vẻ. Đây là lần hiếm hoi nam diễn viên chia sẻ ảnh vợ con và nhận được nhiều lời khen, sự ngưỡng mộ từ phía cộng đồng mạng. Hai nhóc thì nhà Tạ Thiên Hoa cũng được nhận xét sở hữu ngoại hình xinh xắn, đáng yêu. Dù đã ở tuổi 54, ngôi sao TVB vẫn là cái tên ăn khách và được khán giả yêu mến. Tháng 9 năm 2021, Tà Thiên Hoa tham gia chương trình. Anh trai vượt mỏi trong gai cùng 30 nghệ sĩ nam khác, nhờ đó mà anh thêm đắt sâu quảng cáo, sự kiện. Tà Thiên Hoa sinh năm 1967, từng tốt nghiệp khóa học nhảy của đài TVB và trở thành vũ công cho đài truyền hình TVB trong suốt 5 năm. Anh từng cùng Trần Tiểu Xuân thành lập nhóm nhạc mang tên phòng Hòa Hải. Năm 1996, Tạ Thiên Hoa nổi lên với bộ phim Người trong sang hồ. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đến với anh chính là vai diễn xã hội đen, anh Love King trong bộ phim Thành công của TVB, Học cảnh, Truy kích. Trong năm 2011, Tạ Thiên Hoa tiếp tục nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả khi tham gia vào hai bộ phim Tiềm hành truy kích và Bước ngoặt 2. Tiềm hành truy kích cũng giành chiến thắng ở hạng mục phim xuất sắc nhất tại giải thưởng thường niên của đài TVB năm 2011, đưa nam diễn viên thành sao hạng A. Tạ Thiên Hoa bắt đầu hẹn hò với Lý Thiên Ân, còn gọi là Tina Lee, từ năm 1993 và kết hôn vào năm 2005. Ít ai biết rằng bà xã anh cũng là người hoạt động trong ngành giải trí, cô từng là quản lý của Châu Hải Mi, đồng thời giỏi giang trong việc kinh doanh. Kết hôn khi tuổi đã lớn, Lý Thiên Ân gặp rất nhiều khó khăn trong việc sinh nở. Sau 10 năm cặp đôi chào đón bé trai đầu tiên tên là Thiên Thiên, bằng phương pháp thủ tinh ống nghiệm vào năm 2014 và bé gái Mina năm 2018. Tạ Thiên Hoa là người rất yêu thương vợ con. Trong một sự kiện cách đây vài ngày, anh đã tiết lộ đã trải qua 8 tháng ở Đại Lục không về nhà. Sắp tới đây anh sẽ dành toàn bộ thời gian Tết Nguyên đán để ở bên gia đình.